Sa Thê Mạn duy trì tình bạn xuyên biên giới với Lý Nhắc Kỳ như thế nào? Dù không nhất thiết phải thường xuyên gặp gỡ, nhưng Lý Nhắc Kỳ và Sa Thê Mạn đều dành sự quan tâm cho nhau trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Lý Nhắc Kỳ cho biết họ vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Lý Nhắc Kỳ là nghệ sĩ có mối quan hệ ngoại giao khá rộng. Cô không chỉ kết giao nhiều bạn trong showbiz Việt mà còn mở rộng tình bạn ra quốc tế. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ thân thiết giữa cô và hoa đán đình đám TVB Sa Thê Mạn. Sau lần hội ngộ trong một sự kiện tại Việt Nam vào năm 2017, Lý Nhắc Kỳ và Sa Thê Mạn đã lâu không gặp nhau nhưng cả hai vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp. Chiều ngày 28 tháng 3, Lý Nhắc Kỳ đã tung loạt ảnh hách tuổi lên trang cá nhân và bất ngờ được Sa Thê Mạn thả tim dần dần, còn cho luôn 100 điểm. Qua đó cho thấy, nữ diễn viên TVB cũng rất thích thú khi thấy Lý Nhắc Kỳ lão hóa ngược. Trước hành động đáng yêu của bạn mình, Lý Nhắc Kỳ hào hứng chia sẻ, tình bạn tri kỷ không cần nói nhiều, không cần bên nhau mỗi ngày, chỉ cần âm thầm theo dõi nhau và ủng hộ nhau trong cuộc sống và sự nghiệp. Mãi mãi là tri kỷ nhé Sa Thê Mạn. Dưới phần bình luận, dân tình mong Lý Nhắc Kỳ sẽ mời bạn thân về Việt Nam sau khi hết dịch Covid-19 và nhận ngay hồi đáp, ok nà. Được biết, hai người đẹp có cơ hội biết đến nhau và trở thành cặp bạn thân quyền lực nhờ bà trùm làng giải trí Hồng Kông Lạc Di Linh. Tình bạn của họ khăng khít đến mức bên cạnh những ảnh thân thiết cùng nhau, Lý Nhã Kỳ còn có thể xin chữ ký của Sa Thê Mạn để gửi tặng các fan của mình. Giải thích cho tình bạn bền chặt này, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ rằng cô và nhất tỷ TVB có nhiều điểm chung với nhau từ tính cách, lĩnh vực nghệ thuật, cuộc sống và cả sở thích kinh doanh bất động sản. Năm 2017, Sa Thê Mạn đã dành những ngày nghỉ ít ỏi của mình trong thời gian quay phim ở Trung Quốc, Malaysia để bay sang Việt Nam tham dự tiệc khai trương cửa hàng kim cương mới của Lý Nhắc Kỳ. Theo lời mời của nữ diễn viên Mùa Hè Lạnh, đây là lần thứ 3 ảnh hậu đến Việt Nam. Tại sự kiện, Sa Thê Mạn chia sẻ, khi Lý Nhắc Kỳ ở Hồng Kông, tôi sẽ dành thời gian cho cô ấy và ngược lại. Tôi nghĩ khoảng cách địa lý không quan trọng, quý mến nhau thì ở đâu cũng gặp nhau. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Jin Hy Công Lược còn nói rằng nếu Lý Nhắc Kỳ sản xuất phim và mời cô đóng, cô không có lý do gì để từ chối. Tình bạn thân thiết của người đẹp Việt Nam và ngôi sao TVB ngày càng trở nên khăng khít khi họ liên tục chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Không chỉ là tình bạn thông thường, cả hai còn được xem như tri kỷ của nhau. Diễn viên cùng tâm kế đã từng đăng ảnh và giới thiệu Lý Nhã Kỳ là bạn thân của mình trên Instagram. Không chỉ vậy, Sa Thê Mạn từng dành hẳn một tuần đi du lịch miền Trung cùng Lý Nhã Kỳ, đặc biệt là tại Đà Nẵng và Hội An. Hay những lần Lý Nhã Kỳ đến Hồng Kông đều được bạn thân tiếp đón nồng nhiệt. Sa Thê Mạn đăng tải một bức ảnh chụp chung vô cùng đáng yêu của mình với cô bạn thân thiết, kèm theo lời nhắn. Cô bạn thân đến từ Việt Nam, chào mừng bạn đã đến Hồng Kông. Tình bạn của Lý Nhã Kỳ và Sa Thê Mạn được đánh giá là hiếm có trong giới showbiz, đặc biệt hơn cả là giữa một nghệ sĩ đến từ Việt Nam và một ngôi sao nổi tiếng của quốc tế. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ và thích thú trước mối quan hệ của cặp bạn thân đầy quyền lực này và hy vọng họ sẽ sớm có dự án hợp tác trong tương lai. Sa Thê Mạn sinh năm 1975 là một trong những người đẹp đình đám ở Hồng Kông và khu vực châu Á. Cô trở nên nổi tiếng là nhờ danh vị Á hậu 2, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Sau đó cô lấn sân diễn xuất nhưng chưa tạo được dấu ấn. Mãi sau này cô mới được khán giả nhớ đến qua những bộ phim ăn khách như Ỷ Thiên Đồ Long Ký năm 2000, Thâm Cung Nội Chiến năm 2004, Bằng Chứng Thép năm 2008, Cùng Tâm Kế năm 2009. Cô thường đầu tư bất động sản và gặt hái được nhiều thành công. Nữ diễn viên rất mát tay trong việc lựa chọn dự án. Những bất động sản lớn cô từng mua đều tăng giá. Hoa hậu TVB sở hữu 5 căn nhà với tổng giá trị khoảng 100 triệu đô la Hồng Kông, gần 300 tỷ đồng. Sa Thê Mạn cũng từng được biết chỉ cần đi quay một bộ phim là cô có thể mua được một căn nhà. Không hơn gì cô bạn mình, vai diễn đầu tiên của Lý Nhắc Kỳ trên con đường phim ảnh đó là nhân vật Trúc trong phim Tình Yêu Còn Mãi năm 2006, sau đó là một loạt các bộ phim như Chuyện Tình Yêu năm 2007, Sư Phụ Hoạn Thư, Giá Mua Một Thượng Đế, Thám Tử Tư, Em Muốn Làm Người Nổi Tiếng. Bản thân các bộ phim này không gây được tiếng tăm gì mà Lý Nhắc Kỳ lại chỉ đóng những vai nhỏ, vai phụ, quá khó để cô tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Lý Nhã Kỳ đó chính là vai Diễm Kiều trong phim Kiều Nữ và Đại Gia của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc. Lý Nhã Kỳ dần tạo được ấn tượng trong lòng khán giả với lối diễn xuất đưa đẩy moi tiền các đại gia. Sau 7 năm tham gia nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ đã quyết định rời showbiz, kinh doanh và trở thành một doanh nhân thành đạt, có tiếng tăm về thời trang và kim cương. Không chỉ trong nước, Lý Nhã Kỳ còn có một vị trí nhất định trong giới kinh doanh quốc tế. Khán giả luôn đặt Lý Nhã Kỳ vào danh sách những mỹ nhân quyền lực nhất vì biết.